Family and Friends Special Edition. Great. Unit 12. Reading. Our school play. First of all, we have some new words. Golf. Golf. Ở đây là chỏ sỏi. Costume. Costume. Costume ở đây là chỉ trang phục. Trang phục của các nhân vật trong các câu chuyện hay trang phục trong lễ hội Halloween. Hood. Hood. Ở đây là chỉ áo choàng. Besides, we have some other new words. Play, vở kịch. For example, the play is interesting. Vở kịch rất là thú vị. Number two, proud of someone. Tự hào về ai đó. My father is proud of me. Bố của tôi luôn tự hào về tôi. Number three, art. Hành động hay còn gọi là diễn. She loves acting English story. Cô ấy thích diễn những cái câu chuyện tiếng Anh. Number four, help. Giúp đỡ. For example, I help my mother to cook the meal. Tôi giúp mẹ tôi để nấu bữa ăn. Now, let's have a look. Now, let's listen to the reading. Our School Play by Win T. Sun. This year, our school play was Little Red Riding Hood. The play was in the classroom on Thursday afternoon. Our families were there. I was a girl. Bao was the wolf, and Ya was the grandma. My costume was a big red coat with a hood. The play was lots of fun. Our families were happy and proud of us. We love English, and we love acting English stories. Thank you to our English teacher, Mrs. G, for her hard work. Thank you to our families for their help. Third grade was great. Now we are ready for fourth grade. Now, let's read again with me. Are you all ready? Our school play by Nguyễn Thị Xuân. This year, our school play was Little Red Riding Hood. Năm nay, vở kịch ở trường của chúng tôi là vở Cô bé choàng khăn đỏ. The play was in the classroom on Thursday afternoon. Vở kịch thì được diễn ở trong lớp học vào chiều ngày thứ năm. Our family were there. Bố mẹ của chúng tôi cũng ở đó. I was the girl. Tôi trong vai là một cô gái. Bảo was the wolf and Nga was the grandma. Bảo là một chú sói và Nga là bà. My costume was a big red coat with a hood. Trang phục của tôi là một áo choàng lớn màu đỏ với một cái khăn choàng. The play was lots of fun. Vở kịch thì rất là thú vị. Our families were happy and proud of us. Gia đình của chúng tôi thì rất là vui và tự hào về chúng tôi. We love English. Chúng tôi rất thích tiếng Anh. And we love acting English story. Và chúng tôi cũng yêu thích việc diễn các cái câu chuyện tiếng Anh. Thank you to our English teacher, Miss G. Cảm ơn với cô giáo tiếng Anh của chúng tôi là cô G. For her hard work. Cho cái sự chăm chỉ của cô ấy. Thank you to our family for their help.
Cảm ơn bố mẹ của chúng tôi đã giúp đỡ chúng tôi. Third grade was great. Lớp 3 thì rất là tuyệt vời. Now we are ready for fourth grade. Và bây giờ chúng tôi sẵn sàng để chuẩn bị vào lớp 4. Now, read again, circle the wrong word and write the correct word. Bây giờ các em sẽ đọc lại bài đọc một lần nữa. Sau đó, phấn tròn từ style và sửa lại thành từ đúng. There is an example for you. Number one, the play was on Tuesday. And the wrong word is Tuesday. Now, number two, the play was in the morning. Who can tell me what is the wrong word? Yes, the word morning. And the correct word is afternoon. The place was in the afternoon. Number three, the play was in the school yard. In the school yard, yes or no? Who can tell me? That's right. The wrong word is school yard. And the correct word is classroom. The play was in the classroom. Number four, Swan's costume was blue. Now, what is the wrong word? Yeah, the word blue. What color? That's right, red. Number five, Miss G is the art teacher. That's okay. Who can tell me the wrong word? Well then, the word art. And the correct word is English. Miss G is the English teacher. Now open your book. Number one, read. Our class play by Tang, class 3L. This dear, our class play was on the farm. My friends and I were the farm animals. I was a horse. My costume was a big horse hat and body. Bob was a sheep and mine was a hen. All the animals were happy on the farm. Everyone was very good. All our moms and dads were very happy. Our teacher was very proud of us. Now, look at exercise number two. Read again. Match the children to the animals. Các em sẽ đọc lại bài số 1 một lần nữa. Sau đó nổi tên của các nhân vật với các cái con vật ở trong vở kịch. There is an example for you. Number one, Thanh. B, horse. Thanh trong vai là một chú ngựa. Tiếp tục câu 2 và câu 3, các em sẽ đọc lại bài đọc một lần nữa và nói cho chính xác. Now, look at exercise number 3. Read the questions to a word from the boss. Ở bài tập số 3, các em sẽ đọc câu hỏi. Sau đó, chọn một từ trong cái khung để trả lời cho câu hỏi. Number one, what class is Thanh in? Thanh học lớp nào? 3L. Lớp 3L. Number two, what was the name of class play? Tên của vở kịch ở lớp là gì?
Number 3. What was Thanh? Thanh trong vai là con gì? Number 4. What was Bảo? Bảo trong vai là con gì? Number 5. What was Mai? Mai trong vai là con gì? Number 6. How was the mom and dad? Bố và mẹ cảm thấy như thế nào? Goodbye, see you next lesson.